Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo hàng loạt tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tập trung nhiều tại quận 7 và huyện Nhà Bè, có nguy cơ bị ngập do kỳ triều cường này. Sáng 26 tháng 11, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai xuống chậm và vẫn ở mức cao. Đến 7 giờ cùng ngày, mực nước tại trạm Nhà Bè, sông Đồng Điền xấp xỉ báo động 3, trạm Phú An sông Sài Gòn trên báo động 2 là 0,04 m, trạm Thủ Dầu 1 sông Sài Gòn trên báo động 3 là 0,06 m, trạm Biên Hòa sông Đồng Nai dưới báo động 2 là 0,09 m. Dự báo mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai lên nhanh trong kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện khoảng từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11 năm 2023.